Các quý vị, lúc này đang là buổi sáng ngày 20 tháng 4 2018, thì chúng tôi vừa bị đóng gói xong và chèn xốp xong xuôi cả trên cả dưới cả bốn cạnh của cái thùng này. Là trong có bộ tam đa, hôm trước thì chúng tôi mới đóng một bộ tam đa bằng gỗ bách xanh do nghệ nhân làm chuyển đi Sài Gòn, và ngay sau đó thì bác khách quen ở Phúc Thọ, ở khu 4 thị trấn Phúc Thọ với đuôi số điện thoại 272, thì bác cũng có đồng ý lấy luôn một bộ đó. Như vậy là trong đợt vừa rồi là từ cuối năm ngoái làm xong là hai bộ, thì như vậy là đều đã lên đường hết, và trong vòng một tháng nữa thì chúng tôi sẽ lại xong tiếp một bộ nữa. Thế thì đây chuyển đi xa thì quý vị nhìn thấy đây, chèn lót hết cẩn thận, tức là bất kể từ cái góc nào chẳng nữa thì là đều là có xốp hết, không có rung lắc được. Các chèn chắc thật chắc chắn bên cạnh hết chưa? Tức là gông gần như là một khối rồi, và đồng thời tôi có đấy lắc thoải mái, không có một tiếng úp ắc nào. Và đồng thời ở đây rất cẩn thận là còn phải ghi rõ vào đây cái bao bì là để đứng và hàng dễ vỡ. Đây, hàng anh đã thanh toán hết rồi. Và thông qua đây cũng cảm ơn cả hai bác khách hàng đều là khách quen, đó là bác ở trong Sài Gòn và bác ở Phúc Thọ, đều khách quen đã mua lần này là lần thứ nhiều lần của đồ gỗ Đức Hiền rồi. Đây là hình ảnh đang quay tại tầng 1 khu A của chúng tôi, và bên kia là khu C và khu B. Xin quý vị liên lạc với đồ gỗ Đức Hiền theo cái số điện thoại trên màn hình. Thưa quý vị, đã nói đến đồ gỗ Đức Hiền nguyên bản gốc ở Phú Xuyên thì phải đúng là kèm theo hai số điện thoại này: 0984666999 và 0967666111. Cảm ơn.